Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với Jurassic World. Và hôm nay chúng ta có hai mình con Allosaurus cộng với con Bananomius. Hai con khủng long rất là đẹp, rất là ngầu, kết hợp với nhau tạo ra một siêu phẩm, đó chính là Allosaurus. Một loại khủng long gọi là hợp nhất gọi là hợp nhất chính xác nhất đó, tạo ra một con gọi là biến thể khủng long, gọi là có ghép của con ăn thịt và đó là con ghép của con gọi là dưới nước. Thì hai loại này kết hợp với nhau để tạo ra một siêu phẩm như thế này thì mình không biết là cái lượng máu với lượng đam sẽ như thế nào. Đây là một loại mới và mình chưa bao giờ làm con này, nên là hôm nay chúng ta cùng làm con này để cùng xem. Cái gương mặt của nó khá là ngầu, mọi người coi mắt kìa. Trời ơi, nhưng mà trước khi tiến hóa chúng ta cùng nhìn xem lại con Allosaurus của chúng ta đẹp cỡ nào. Rất rất là đẹp luôn, cái con thiệt mọi người luôn. Allosaurus nó tuy không phải là con khủng long mạnh nhưng mà nó là những con khủng long đời đầu rất là đẹp luôn, không thể chê vào đâu được các bạn. Và cùng với nó là một loài dưới biển, một loài cá khá là khổng lồ luôn, cá chuối. Bananomius, mọi người chứ không phải là banana nhé. Ok, thì chúng ta cùng hai bữa nó lên nhá. Và trong đó thì mình có, bữa mình có chuẩn bị loài này, con Bumpy này khá là hấp dẫn mọi người ạ. Con Bumpy này á, cái việc mà tuy là không đẹp mọi người, như lấy nó cũng hơi cực đó nha, thì cái effect của nó rất là đẹp mọi người ạ. Effect của nó rất là đẹp mọi người ạ. Mọi người thấy không? Thực sự rất là đẹp đó các bạn ơi, không có nó chêu đâu được. Và ok, mình không chần chờ nữa thì mình sẽ film nó ngay lập tức để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng một loài khủng long ăn thịt bậc nhất nhì ở trong Jurassic World. Con này mình cá hẳn với mọi người là mọi người cũng khá là thích và mọi người khá là yêu cầu con này cũng cho mình làm con này cho mọi người coi. Ok, thì mình làm con này cho mọi người liền. Và mọi người muốn không nào, mọi người comment bên dưới nha, comment bên dưới thật nhiều. Và đừng quên là like video nữa nha, đó là quên không được đâu nha. Rồi, chúng ta bị mất hai con, tạo ra một siêu phẩm mới. Wow, nhìn con này có một chút gì đó là một loài dưới nước, đó trên cạn dưới nước là cái gì, là cái phây lưng của nó rất là giống con cá các bạn, phây đuôi cũng vậy, nhưng mà trên cạn thì nó giống một loài bò sát thật là dữ tợn hơn gì vậy, nhìn khá là dữ nha. Ê, mà lần trước mình không được, mình không có cái tượng vàng các bạn ơi. Behemoth 93 nằm ngồi stay. Cái tượng của nó mình không có là sao ta? Ấu thật sự. Ôi, kỳ thế nhờ. Tính ra mình phải có cái tượng đó chứ ta. T-Rex nè. Jurassic Park. Núi lửa. Mình thấy cái tượng boss khá là thích mọi người, mình thích khá là sưu tập tượng boss mọi người, mình không có tượng đó, ủa hơi uổng á. Hơi uổng thật sự. Mình của mình ở chỗ nào nhỉ? Cái store của mình. Bên store, à bên này của store là của mình nè. Và mình không có cái nào hơn về cái khác các bạn ạ. 7 năm. Ôi, đẹp phết nhờ các bạn. Cái này đẹp phết nha. Cái này nó chỉ cho mình xoay 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 là kiểu mình làm được cái cổng vào công viên thế giới khủng long luôn á. Ừ, làm được mà, kiểu mình chỉ co đường rồi cho nó được nè. Co đường cái này, co đường cái này. Đấy. À, được chứ bộ, nó phải khó khăn gì đâu, cũng được mà. Đấy, rồi, vừa đã phết. Cái này chúng bỏ cọc cái này đi. Ơi, bám lộ nó đi luôn hết đảo á. Khá là bữa. Ok, và chúng ta đã unlock được con Allosaurus các bạn. Allosaurus hay là Mios gì đó. Ui, 45.000 đêm nay. Một con số cũng tương đối là dễ thở. Tương đối thôi nha. Mình sẽ cần phải có 8 con để
mình nghĩ là cái lượng thức ăn con này sẽ là khá là lớn đó, không phải đơn giản là ít đâu. Và một vài combo con nữa mình sẽ làm hết cho mọi người. À, mọi người cứ để lại bình luận bên dưới thì mình sẽ làm cho mọi người coi ha. 5 con rồi nè. Con ok, chúng ta cần 2 con hả? Như bản kia mình chơi bản này, bản mod cũng có đây các bạn. Đây là bản gốc các bạn. Dù mình cập nhật có cả trăm lần, game cập nhật thì mình cứ update thôi mọi người ạ. À. Nhiều người người bạn nghĩ là bạn chơi bản mod không có, bạn này không phải bản mod nha. Bản này bản gốc luôn nha. Những người cứ nghĩ là mình à chơi bản mod đúng không? À không. Bản này là bản gốc đó các bạn ạ. À. Nên mọi người hay hỏi mình cập nhật có bị mất dữ liệu game không? Không có đâu, tại vì mình chơi bản gốc mà. Đương nhiên nó cứ còn hoài thôi các bạn. Và trời, và công nhận một điều nữa thì nói về con này da trơn mọi người. Rồi ăn thì no đó nha. Chúng ta sẽ đi con này đặc biệt là mình muốn tiến hóa nó trong đây hơn. Thì mình nhìn ở đây nó khá là đẹp mọi người, muốn thay đổi từng ly từng tí của nó. Nên là mình sẽ tiến hóa ở trong đây chứ không phải vô cái lòng kia đâu. Những con đặc biệt thì mình con bình thường mình sẽ tiến hóa kia, nhưng con này rất là khá là xịn, khá là đẹp. Nên mình tiến hóa ở đây để mình coi nó thay đổi như thế nào. Mình theo mình thấy là cái bắt đầu cái màu da của nó bắt đầu sẫm màu rồi. Có vẻ là con này nó ưng ở đầm lầy hơn hay sao đó, nên là da nó bắt đầu là cảm giác bị những cái rêu nó bám lên người, con này nằm quá lâu dưới nước hay sao. Đấy mọi người thấy không, cái mảng rêu bám người nó kìa, bắt đầu xanh cực kỳ luôn. Này bị mọc rêu lên người à? Really? Đùa thôi, chứ bọn này chắc là mình nghĩ là nó có cái da ếch mọi người, nó ngụy trang được, mọi người khả năng ngụy trang khá là cao đấy. Và đây đặc biệt hơn hết là mình thích con này điểm là hai phát một bấm cái lên luôn. Cái thứ ba đây quá ta ba bận nào, trời ơi dễ lên cái thứ ba, nhưng mà hai cái đuột lên cái èo lên là thấy ok rồi. Bây giờ thì cái hơi mít tí cũng không sao. Mình cảm giác cái thứ tư lên cái èo nè. À quên, nó ăn cái đã. Rồi, 20. Trời, bắt đầu bây giờ là xanh giá man nữa các bạn, nhìn cái màu xanh của nó kìa. Uầy, xanh dữ à, con này là con cũng màu xịn sò mà. Sao màu sắc của nó sao nó lên cũng khá là dễ nha. Con này cảm giác lên mượt lên thực sự mọi người ạ. À. Kết hợp từ hai con khủng long xịn với bộ. Nghĩ con này không biết là đứng top mấy đây. Trời ơi, lên giùm em các anh ơi. À, trong hết phút luôn rồi. Rồi. Trời ơi, cái màu của nó xanh lè. Rồi, mình sẽ đi mua ít thức ăn. Ok, mua khoảng 50 triệu thức ăn. May mình không băng game các bạn ạ. Mình mua thức ăn rồi, mỗi lần mua thức ăn nó băng game giả smart luôn. Ok, và bây giờ là lúc mà tiếng hóa cuối cùng thì auto một cái lên. Wow, trời ơi, nhìn cái khuôn mặt của nó kìa. Ôi trời ơi đẹp. Trời con này giống nàng tiên cá mọi người. Vây đồ kìa. Ôi trời ơi. Đẹp quá trời luôn. Ô, trời ơi thật sự là quá đẹp các bạn. Đúng là nàng tiên cá đi trên cạn là đây với đâu. Một loài khủng long lai trên cạn lai với loài dưới cá nhìn. Đẹp mọi người nhờ. Ừ, mình cảm giác con này đẹp vậy. À, cảm giác là vẫn còn đâu đó là hơi hướng của lòi dưới cá. Nên con này rất là thích nằm ở đầm lầy. Nên vì thế, thời gian chủ yếu của nó là nằm ở đầm lầy. Nên thành ra, cái việc mà người nó phủ xanh á, y như là màu rêu.
phủ đến lớp da nó giúp nó ngụy trang cái khu đồng lạnh cực kỳ nguy hiểm, và loại này chuyên gia có thể lặn được như là lặn tầm gọi là lặn tầm ngắn như là con Spino, thấy mọi người thấy không? Được rồi, và lượng máu thì nó 6.000 máu và lượng đam thì 5.700, đấy là một loại tốn khá là cao. Được rồi, và bây giờ mình sẽ đưa nó vào đấu trường để xem nó ở vị thế như thế nào. So với những loài khác kém cạnh hơn một chút thì con này vẫn đứng ở top, chỉ thua con Google Suchet một tí thôi. Vì lượng đam và lượng máu thì gọi là chênh lệch nhau cũng khá là nhiều. Vì trong đây lượng đam nó quyết định nhiều hơn là lượng máu. Ví dụ các bạn 9.000 máu, 2.300 đam, nhưng mà nó sẽ tính về lượng đam vật lý nhiều hơn thay vì lượng máu. Bây giờ mình sẽ test cái điều đó cho mọi người xem là con này vô với lại con này và con này đội hình chúng ta gặp sẽ rất là êm, siêu êm. Đấy, mọi người thấy không? Êm ru luôn. Nói trời chứ đâu êm nữa các bạn. Nếu mà đùa cái, nếu mà tôi cho hai cái bằng thạch thì cúc với các bạn à. Con này đa quá to, mọi người, nó quýnh mình một cái thôi, một cái mọi người luôn. Không, hai cái. Thấy không, hai cái liền, dễ gì khỏi. Giờ mình swap được đó, con này là mình ăn được nó liền á. 7.000 máu, à không đủ. Lượng máu thì đó, nhìn sơ sơ thì mình đã vượt trội đối thủ rồi đó. Chứ có con kia thì nó quá out nhay, out trình mọi người ơi. Có con này thì nó hơi out trình 10k máu, nhưng bù lại là cái con này, con hệ nước của mình là nó ao nhay về lượng đam, thành ra ba lượt thì giết được con Indoraptor gen 2 là 76 rồi. Và dồn ba lượt quýnh mình, nói chung là cũng bụi đốt inox thôi, cũng không là gì cả. Ok, bây giờ mình sẽ đổi này ra, nãy mình quên đếm lượt của đối thủ nên là cũng không có chắc chắn là đầm bao nhiêu lượt cả, nên thành ra mình cho 4 lượt đi và mình giữ là 3 lượt. Ok, 4 lượt là cúc đối thủ luôn rồi. Với lượng máu 9.000 mà quýnh hai con thịt như thế này thì cảm giác mình đang hơi ăn hiếp các đối thủ của mình quá đó. Có vẻ là hơi ăn hiếp quá các bạn ơi. Thì con này ra cũng thế thôi. Trời ơi, mình có vẻ không tốt một ly tí sức mạnh nào hả trời. Ai chà chà, thủ hết luôn, dữ nha. To đấy, xịn đấy. 5 điểm, liệu có dùng 5 điểm quýnh mình không? 5 điểm quýnh thì mình chết đó. Cũng chưa chắc nha mọi người, chưa chắc chết nha. Để coi chết không nha. Chưa chết luôn kìa mọi người thấy không? Giả mang chưa? Trời ơi, ok, giữ toàn đội, toàn bộ đội hình cho mọi người coi luôn. 1 nè, 2 chiêu là chết con này rồi, mọi người thấy chưa? Quá là khủng khiếp luôn. Sức mạnh tối thượng, sức mạnh tối thượng. Rồi, để coi con Sprantino Tino Titan ra đây. À, con này hồi xưa mình rất là thích cho mọi người. Con này khá là ngầu nè. Nhưng mà lượng máu, lượng đam, nói chung là mình out trình quá rồi. Không thể nào đấu lại cái con kết hợp của mình được. Trời ơi, một cắn là nói chung là lên tiên luôn. Ôi, xịn chưa, xịn sò chưa? Khá là xịn sò khi mà đối thủ của chúng ta là rất là ao nhay, nên thành ra mình chấp thêm đối thủ thêm một lần nữa để mình dùng đội hình gà hơn chút nữa. Trời ơi. Rồi, bây giờ thì để cân chút thì mình chấp đối thủ một xíu ha. Cái nào gà hơn chút đi. Ok, mình sẽ switch up con này lại nè, con này lại nè, chúng ta đi cặp đôi này và sau đó chúng ta dùng đô level 1. Đâu rồi, nó nằm ở chỗ nào rồi? Đây rồi, đội này nó mới ngầu các bạn. Cái này đúng chấp chưa các bạn, đúng chấp chưa? Chấp rất là sâu rồi đó nha. Chấp rất là sâu rồi đấy.
đội này là kết hợp nó vô địch thiên hạ các bạn ạ. Sinh ra để hủy diệt rồi đối thủ các bạn ơi. Wow, chết cha tôi rồi. Cặp toàn con thịt không vậy? Có cỏ không vậy? Liệu chúng ta có thể nào chống cự lại được không? Ok, đường này ra trước thì mình rất là yêu luôn á. Tại vì con nước sẽ tiêu diệt con Indoraptor nè. Và chúng ta sẽ thấy màn cưng hai của con thịt của mình. Trời ơi, mới vô tán tụi cái đâu quá cha. Cha, mới vô có 3 điểm tán tụi ghê cha. Dữ quá, hít hò dữ quá. Dám chiếc đồng lõi của tôi à. Ây xa. 3 điểm nè. Mổ cái đầu mày nè. Lì hai đứa to. 6 điểm đó, bây giờ dồn 5 điểm muốn tôi đi. Chắc chắn là dùng 5 điểm mới tiêu diệt mình không? Nó dùng 7 điểm, 6 điểm luôn mọi người ơi. À 5 điểm nó để một địch thủ à. Sao mà tiêu diệt được cái đội này được? Ok. Đổi ra nào. 1 nè, 2 là tiêu diệt được rồi nha, 3 là phá khiên nè. Lấy 4 điểm. Chết nhắc. Và rồi đối thủ của chúng ta bây giờ là kiểu cảm giác như là đẹp thì đẹp thiệt đó. Ôi con Akiro đẹp quá các bạn ơi. Chắc bữa sau mình sẽ làm về con này quá các bạn. Nhìn đẹp dữ vậy. Ui. Nhìn đẹp. À đưa ra con Unari Unrichet. À, con này nhìn xịn đó nhưng mà chẳng là phải đối thủ tôi đâu. Thôi rồi ta đành chia tay. 2, 3, 4 5 luôn, cho mày 2 điểm luôn. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, 26.000 đam. Vì mình biết chắc con này quýnh mình phải là gãy càng luôn, gãy ngựa luôn mới chết được con này của mình. Thành ra mình rất là tự tin. Nó sẽ dồn hết điểm nó quýnh mình luôn mọi người. Tại vì nó bất lực rồi mọi người. Nó không thể tiêu diệt được con nào, bất kỳ con nào trong đội hình của mình được. Biết ngay mà nó dùng lượng quýt mình mà. Giác là y như là mũi đốt thôi mọi người ạ. À. Không có nhầm dò gì cả. Hai cái thủ nè. Thủ vô, đúng rồi. Bây giờ đối với thủ chúng ta có 4 lượt mà không biết tính toán vào đâu hết. Chắc là dồn lượt đánh mình luôn tại vì bất lực rồi. Thấy chưa? Mình chuẩn chưa? Anh tính sạc 5 con này không xin dê các bạn. Và chúng ta có 8 điểm và chúng ta coi lượt đao nó gây ra là 83.000 sát thương. Lượng sức thương quá khủng khiếp. Được rồi, bye bye và hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Đừng quên comment bên dưới nha.